Có ai ở đây mê Nilah nhưng vì trinh phạt bị nớp nhẹ. Và cái ấn mạnh nhất cho Nilah là Ionia cũng bị nớp. Thì dỗi không chơi nó không đấy. Nếu vậy thì các bạn có thể thử giáo án này. Nilah băng nước đấu sĩ. Trận này mình chơi mà đấm cả Fiora 3 khóc thét luôn. À đấy thì quên. Xin chào các bạn, đây là Sejuani với Nắng. Như đã giới thiệu trên, nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là Nilah, một con tướng 4 tiền có sức mạnh vượt trội và khả năng tiêu diệt đối thủ nhanh chóng. Khi mà nó được xây dựng cùng với phlorozot, blueswatter, trinh phạt đấu sĩ thì sẽ là một bài đấu vừa có sức sát thương lớn, vừa có sức chống chịu khủng khiếp luôn. Không tin thì vào game để Nắng nói cho mà nghe. Rakas lượng đưa chúng ta đến thành phố Noxus, võ đài đẫm máu, và mình lựa chọn Legend Polo cho trận đấu này. Đồ khởi đầu số 3 rau quái, một gậy, một BF, một kháng phép, một đai máu và một găng. Trận này khởi nghiệp với 5 mảnh đồ nhỏ nha các bạn. Úi giời ơi, trận này căng đấy. Không những là 5 mảnh đồ khởi đầu mà lõi kim cương xuất hiện ngay ở 2.1 nữa. Phân tích một chút thì bài khá là nhiều 1 sao nên là không thể chọn chiến lược không được. Vương miện đấu sĩ thì chọn được, nhưng mà nếu đánh được chuỗi thắng thì tốt hơn. Đồ thì nhiều thật đấy nhưng mà bài mình khá là yếu nên là mình không muốn lấy cái lõi hút máu siêu công nghệ này cho lắm. Roll cả 3 thì thấy có tiếp sức khá là phù hợp để cho mình đánh chuỗi thua nên là mình chọn luôn. Thật là thông minh. Bán đi sạch các tướng trên sàn chỉ để lại 3 blueswatter để tích 10 tiền. Lắp hết các đồ với huyết kiếm và crit phép để đắp sương sương như các bạn. Gặp nhà Ionia đầu trận với con set 2, clear được 1 chết đã là quá thành công rồi đấy. Check bài một lượt thấy toàn các cầu thủ sở hữu tướng 2 sao nên là mình xác định ăn đấm đau rồi. Gặp một nhà cặp đôi có Neko cùng 3 hư không đép trong sân, mình thua nguyên sàn cho biết cẩn thận. Ta rao mới lên được một con tướng 2 sao. Cũng vì tiền nên là phải bán đi các tướng khác chỉ để lại tướng blueswatter trên sân tích 20 tiền. Khá khẩm hơn được một tí khi mà round này mình chỉ để thua 2 chết trước cái nhà level 4. Đi chợ để nhặt cái cung tí nữa lắp đồ cho Nilah thì bị cái ông phía dưới húc mất. Thôi thì cạnh đấy có con Miss Fortune, nhặt về đếp cũng được. Đồ Nilah tía tính sau. Đổi crit phép cho Miss Fortune đếp, vẫn là tích 30 tiền ở round này. Vừa gặp một nhà bộ khởi đầu Fiora thì bây giờ lại tiếp tục gặp một nhà bộ khởi đầu với Azir. Trộm vía là đối thủ cũng khá là nhiều 1 sao nên là mình chỉ để thua 1 chết ở round này. Thấy rate tông lên 2 nên là mình đổi đồ cho nó cầm đếp tiếp. Vì dù sao thì mình cũng đang đủ 3 blueswatter rồi. Hoàn thành 1 chuỗi thua 5 không thể hoàn hảo hơn với 76 máu và 42 vàng. Đập tí đá lấy về được một ít tướng, trong đấy có Nautilus cùng một giọt nước mắt ướt đôi hàng mi. Thêm một em Miss Fortune xuất hiện trong cửa hàng. Chuyến này có vẻ chọn đúng bài rồi đấy. Tiếp tục thua đẹp 2 chết ở vòng 3.1 trước cái nhà Ionia. Phải nói là perfect. Game thấy mình đép tốt hay sao ấy, nên là muốn đẩy nhanh tiến độ bằng cách cho hẳn một cái lõi kim cương nữa ở vòng 3.2. Hơi ít đồ để có thể chọn quà rèn bất ngờ. Cái lõi này mà rơi vào mấy cái map nhiều đồ hay là mình chọn lõi có đồ thì ngon lắm nha các bạn. Mình sẽ lên giáo án với cái lõi này ở một video gần nhất cho các bạn tham khảo. Còn video này thì chắc là không được rồi. Lắp mất tiêu crit phép rồi mà chọn khảm thì cũng tạm. Nhưng mà mình muốn tìm một cái lõi đột biến hơn. Roll cả lõi này và lõi dụng cụ chiến thuật thì mình thấy có vương miện blueswatter. Thêm một ấn để kích mốc 5 thì cũng đẹp, nhưng mà cơ bản bài đấu này không có con tướng nào cầm lưỡi hái bóng đêm ngon nên là mình quyết định chọn kho báu trôn giấu trong sự tiếc nuối, vì kim cương thực sự là có nhiều lõi ngon hơn nữa ấy. Không sao, Chúa phù hộ em. Gậy là mảnh đồ rơi ra đầu tiên từ lõi. Tạm gác qua nỗi đau lõi cùi, mình up level 6 cho thêm 1 chết vào sân để đép tiếp, chứ chưa muốn thắng lại vì máu còn khá là nhiều. Thua tiếp 4 chết trước cái nhà level 7 đang cháy nhất lobby là chấp nhận được đúng không các bạn? Đéo. Cung là món đồ thứ 2 rơi ra. Đối đầu với mình ở round này là một bài đấu pháp sư đá chú đã có form, có 2 sao. Mình thua không trượt con nào và còn lại 45 máu. Giờ thì thấy hơi đau rồi đấy. Kiểu ấy mồ. Tậu cho mình một em Nilah cấm nước mắt ở chợ để tí nữa lắp blue cho Miss Fortune là đẹp. Tiện thể roll Nilah 2 sao cho dễ. Up được level 7 dư hơn 40 vàng. Mình roll cạn thì bắt được Miss Fortune 2, Nautilus 2, Ash 2 cùng Nilah có lông chim 2 sao. Huyết kiếm và cung được trả lại cho Nilah, giáp lửa cho tạm Nautilus, blue và crit sẽ là đồ của Miss Fortune như đã chuẩn bị. Chiến thắng đầu tiên mình có được là khi đối đầu với cái nhà Azir có bộ khởi đầu. Ông này đánh vậy là sai cách đánh với cái lõi này rồi đấy nha. Lẽ ra mình phải roll 7 để tìm Azir 2 khi đã có đôi rồi. Mà thôi kệ họ, mình thắng là được. Thêm một em Nasut xuất hiện trong cửa hàng. Mình roll mấy phát thì lên được Nasut 2, bán đi xây ra để mua và cho tạm từ khác vào sân. Một chiếc cung rơi ra từ lõi để mình lắp nốt cái đại bác cho Nilah. Easy win tiếp trước một nhà Demacia cũng là bộ khởi đầu, nhưng mà giờ này carry vẫn chưa hay sao. Nasut vừa lên 2 thấy thừa cái bốc đồ nên là mình lắp luôn cho đó. Rao sói này trả về đúng một cái cung cộng với cả 2 tướng 3 tiền. Mảnh ghép quan trọng của bài này là Sejuani cuối cùng cũng xuất hiện. Trên các nhà thì thấy bài mình tạm ổn rồi nên là mình chưa roll vội. Tiếp tục chiến thắng dễ dàng để nâng chuỗi thắng lên con số 3 trước cái nhà cặp đôi Neko, nhưng mà chưa có cặp đôi trên sân. Giáo án sau sẽ là bài đấu cặp đôi Neko luôn nha các bạn. Mầm bệnh sẽ là cái loại đánh nhau thứ hai được mình lựa chọn. Chọn xong thì Sejuani xuất hiện trong cửa hàng. Đang có đôi nên là mình muốn roll thêm 2 sao để giữ chỗ thắng. Roll sưng sưng 2 cái thì Seju cũng lên 2 sao thật. Nên là mình yên tâm Neko tiếp vào đấy. Ngọn lửa Wichik lần đầu nó thắp lên khi mà mình đối đầu với cái nhà form bài Fiora thách đấu. Nhưng mà lại chưa có Fiora nên là đang cho model cầm tạm đồ. Chiến thắng gần full house. Thêm một chiến thắng không quá khó khăn khi mà mình gặp cái nhà Ionia chinh phạt vì họ đang eco lên 9 để tận dụng cái lõi quả sinh nhật. Lấy nốt cái BF ở chợ để về lắp diệt cho Nilah. Tí nữa nó còn đánh với mấy cái con tanh châu châu. Lúc đấy hay đấy. Nhà pháp sư đa chú lúc đấy nấm mình đã full 2 sao. Giờ gặp lại chỉ update được mỗi con Vel'Koz 2. Team mình thì Nasut còn random ra cái vút rồng để giữ lại chiến thắng thứ 6 đây này. May mắn là không bị đứt chuỗi ở round này khi mà mình đối đầu với một nhà Ionia chinh phạt khác. Carry của họ thì toàn 1 sao nên là mình mới thắng được xít sao 1 chết. Sắp nốt mấy con chim quỷ biến dị lấy về được 2 đai máu, 1 găng và 1 kho trang bị thành phần. Không thể lắp thêm đồ đam khác cho Miss Fortune vì đồ thừa sẽ bị xấu. Mình lắp nốt cho nó cái crit phép và giáp máu thú tượng được dành cho Seju để đánh cứng hơn. Up level 8 với 45 tiền thừa. Roll cạn thì mình chỉ bắt được đôi Nilah và đôi Jarvan. Miss Fortune thì lên thêm được 2 con 2 sao. Cao tơ cứng nhà Azir quân sư siêu cơ với chiếc lõi mầm bệnh cùng diệt khổng lồ trên người Nilah. Tiếp sức đã đến 5 chấm và đạt ngưỡng giúp team mình tăng nhiều tốc độ đánh. Chiến thắng thứ 8 khá là dễ dàng. Jarvan thì đã lên 2, Miss Fortune cũng đã ra đến con thứ 7. Còn Nilah thì không thấy đâu. Ông mình gặp chơi thách đấu cầm model đẹp lúc nãy thì đã quyết định lắp luôn cái ấn thách đấu cho nó vì không roll ra Fiora. Cứ tưởng mình đen cho ông này còn đen hơn. Model cầm mỗi cái đại bác được ấn thách đấu trong team này thì no dam. Mình xin nhé. Sejuani thì cứ ra liền tội. Miss Fortune thứ 8 cũng xuất hiện. Còn Nilah thì vẫn trốn. 5.3 mình gặp nhà 7 Demacia. Carry là Fiora 2 sao 3 đồ, Queen 3 sao 3 đồ cộng với cả Kai'Sa phụ đam. Ông này còn có cả tới tận 8 con Fiora, bảo sao bộ kia roll không ra. Jarvan team bạn nhảy đẹp làm chậm nhịp team mình, tuy nhiên là team bạn không có sốt đam. Ngược lại thì sau khi tỉnh dậy, Jarvan team mình úp lầm cùng với làn gió băng giá của phlorozot. Miss Fortune thả thêm mưa đạn cũng là lúc team bạn bốc hơi. Queen bất lực trước sự can quyết vào từ team mình. Chiến thắng thứ 10 gọi tên Nắng và thứ 4 thì đã được ấn định rồi. Đi chợ thì cái ông 8 con Fiora vừa bị mình đấm nhặt luôn con Fiora thứ 9, đúng là quỷ. Ảo thật đấy. Mình còn mỗi cái quyền năng nhặt được cho con Seju. Ra một con thì nó không chịu, phải có đôi con cặp nó mới chịu cơ. Nilah lên 2 cùng Miss Fortune lên 3 sau khi mà mình đi chợ về. Người anh em pháp sư đa chú gặp lại mình ở 5.5 đã update khá khá. Galioba TF3 nhưng mà nhân vật chính quan trọng nhất là Vel'Koz thì vẫn 2 sao. Không đủ đam sốc chết thì mình mà lại còn bị sốc ngược lại luôn. Chia buồn cùng Tuấn Suy. Tuấn Say nha. Dấu tích đánh thẳng vào nhà Neko cặp đôi. Ông này đã sắm cho mình full đồ đẹp kể cả là cho Neko, Taric và Soraka. Nhưng mà vẫn phải để thua trước nhà mình. Bằng cách lấy cho Taric, Miss Fortune làm tốt nhiệm vụ khi mà vừa gây đam vừa giảm đáp ảo từ Taric. Thần chó Nasut hút mất kháng phép và giáp từ đối thủ. Cùng lúc với cú đại địa chấn của Jarvan, Miss Fortune cũng đã sẵn sàng với đợt mưa đạn lần thứ 2. Seju thì cứ đâm tanh và tăng sát thương chuẩn cho Nilah thoải mái quạt trả. Neko đóng băng được một lúc từ Istan, sau đấy thì cũng phải nằm xuống trước đợt mưa đạn cuối cùng của Miss Fortune. Chiến thắng thứ 12. Top 4 vẫn còn căng thẳng khi mà tất cả mọi người phía dưới chỉ còn lại 1 mạng, mỗi mình là có nhiều mạng hơn. Thịt nốt con rồng ngàn tuổi lấy thêm cái đỏ xét cho Jarvan để tí nữa dồn sát thương Fiora vì tên này mình sẽ gặp Fiora 3. Xếp thẳng nó xếp vào mặt Fiora, còn phía sau là Miss Fortune. Một lượt mưa đạn kéo đi 1/3 máu của Fiora. Jarvan team bạn nhảy trước làm chậm nhịp Jarvan team mình. Fiora dùng skill kết liễu Nasut. Jarvan team mình không bị focus sau khi tỉnh dậy thì đấy cũng là lúc ấn định cái chết cho Fiora 3. Kai'Sa và Queen bất lực khi mà nhìn thủ lĩnh của mình chết tức tưởi. Nhà pháp sư đá chú cũng đã dừng chân trước nhà Neko cặp đôi. Giờ là lúc xác định top 1. Đang có đôi Nilah trên bảng nên là mình không lên 9. Vì muốn cống hiến Nilah 3 nên là roll nhẹ xuống còn 30 tiền thì bắt được Nilah thứ 6. Nghĩ là đối thủ vẫn còn khả năng thắng được nên là mình không roll cạn. Mà ai ngờ con bắt này đã là con bắt cuối cùng. Đối thủ sai lầm khi mà để cặp đôi Milio mà không tìm kiếm Afe để kích mốc Patagon sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Jarvan ăn skill từ Neko và nhảy làm choáng đi hết vào tay team bạn. Lớp giáp ảo từ Taric gần như là bị khắc chế hoàn toàn bởi Miss Fortune. Neko không thể đủ sức để hạ gục đi Seju, cứ thế con lợn để tràn lên tanh cho Nilah. Miss Fortune đằng sau thì cứ thả mưa đạn xối xả vào team bạn, tánh chết hết. Soraka cũng không kịp tích số. Chiến thắng top 1 dành cho ai ạ? Cho Lắng chứ cho ai? Tổng kết nha, Nilah băng đấu sĩ mix hệ là một bài có thể chơi được meta này. Tuy rằng là Nilah có bị nấp nhẹ ở bản 13.20b nhưng mà không thành vấn đề. có thể đánh 3 Bilgewater hoặc là 5 Bilgewater nếu mà bạn có ấn. Miss Fortune có thể thay thế bằng Gangplank nếu mà có Gangplank 2 sao. Có thể đánh Nilah cộng với 4 hoặc là 6 đấu sĩ tùy tình huống bài ra. Tanh đam khống chế của bài này đều có nên là sẽ là một bài đấu ổn định để vào top đấy. Nên chọn ít nhất 2 loại đánh nhau để cho bài đấu này tối ưu hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like cho mình nhé. Chúc các bạn leo rank vui vẻ, bye bye.